Hơn một tuần trở lại đây, căn hộ du lịch Condotel lại dậy sóng ở trên thị trường khi mà Bộ Công an kiến nghị là không chuyển đổi loại hình này thành nhà ở. Bên cạnh đó thì hành lang pháp lý để cấp giấy chứng nhận sở hữu, hay còn gọi nôm na là sổ đỏ cho Condotel, cũng khiến cho các nhà đầu tư rất mong chờ. Đây cũng là nội dung nóng tại họp báo thường kỳ quý 2 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng ngày hôm nay. Phóng viên Hoàng Nga sẽ thông tin cụ thể hơn đến quý vị. Vâng, thưa quý vị, cách đây 5 tháng thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 703 hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ du lịch Condotel và biệt thự du lịch. Tuy nhiên từ đó đến nay thì hầu hết tại các địa phương vẫn chưa có chuyển biến gì cho việc cấp giấy chứng nhận sở hữu cho loại hình này. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết các hướng dẫn hiện đã có, vướng mắc chủ yếu từ các địa phương. Tôi xin khẳng định một lần nữa là tất cả hành lang pháp lý đã được quy định rất cụ thể. Từ loại đất, chế độ sử dụng, thời hạn sử dụng, quy định về cấp giấy, trình tự thủ tục về cấp giấy chứng nhận rất rõ ràng. Ở đây các khi tổ chức triển khai mới chỉ mắc một cái là danh từ tiếng Anh lên là phạm tham chiếu sang quy định pháp luật bằng tiếng Việt. Thì có thế thôi. Trước đó văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ rõ sẽ chỉ cấp sổ đỏ cho các dự án có Condotel được giao cho thuê đất đúng theo quy định, xây dựng đúng quy hoạch, thiết kế và chứng nhận sở hữu công trình xây dựng cấp theo thời hạn của dự án là 50 năm hoặc 70 năm. Các trường hợp chưa tuân thủ các quy định về giao đất, xây dựng sẽ phải rà soát lại. Và bản tin xin được tiếp